Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Mình đã từng đưa ra giả thuyết rằng Yuji chính là ngón tay của Sukuna cách đây 8 tháng. Và thời điểm đó chúng ta chưa có sự xác nhận của tác giả, thế nên giả thuyết đó vẫn chưa đủ thuyết phục. Mặc dù là chúng ta đã có rất nhiều chi tiết trong truyện cho thấy rằng khả năng cao giả thuyết đó là đúng. Tuy nhiên thì sau khi chấp chuyện mới nhất của bộ truyện Jujutsu Kaisen ra mắt, thì dường như giả thuyết của mình đã trở thành sự thật. Hay nói cách khác, nó đã được xác nhận là đúng. Và điều đó cũng giải thích cho một trong số những chi tiết bí ẩn trong truyện. Ví dụ như ngay từ đầu, tại sao Yuji Itadori lại là người chơi tử diệt hồi du, dù cho anh vẫn chưa hề dừng bước vào kết giới và tuyên thệ. Ngoài ra thì còn rất nhiều chi tiết khác. Bên cạnh đó thì chúng ta còn được biết thêm rằng Yuji sở hữu những mảnh linh hồn của anh em song sinh với Sukuna, và linh hồn này đã chu du qua một khoảng thời gian rất dài trong lịch sử chú thuật cho đến khi nó đến với Jin Itadori, và Yuji qua đời với tư cách là hậu duệ của mảnh linh hồn này. Vậy thì cụ thể tại sao Yuji là ngón tay của Sukuna, và thực sự thì anh đã được tạo ra như thế nào? Hãy cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về giả thuyết vì sao Yuji lại là ngón tay của Nguyên Vương. Trước khi đi sâu hơn thì mình sẽ nhắc lại một số chi tiết mà các bạn có thể đã vô tình bỏ qua khi bị cuốn vào mạch truyện nhé. Ở lần đầu tiên, Megumi và Yuji gặp nhau tại trường trung học, nơi mà Yuji đang theo học, thì ngay lập tức, Boy lạnh lùng đã cảm nhận được có gì đó sai sai tỏa ra từ người của Yuji. Và cụ thể ở đây, Megumi đã cảm nhận được uể khí của một chú vật cấp cao tỏa ra từ Yuji. Chính vì thế mà thời điểm đó, Boy lạnh lùng đã định đuổi theo Yuji, đã hỏi về thông tin chú vật cấp cao mà anh đã được giao nhiệm vụ thu hồi. Sau đó thì chúng ta được biết rằng, Yuji là người đã tìm ra chú vật ngón tay của Nguyên Vương ở trong trường, đúng không nào? Tuy nhiên thì anh chỉ giữ trong mình chiếc hộp đựng chú vật mà thôi, chứ không hề giữ ngón tay đó. Bởi lẽ các senpai của Yuji đã lấy ngón tay để mở phong ấn trong trường. Đây chính là chi tiết khiến cho chúng ta bỏ qua tình tiết quan trọng trước đó mà mình vừa mới nhắc. Có lẽ vì chiếc hộp đó, cộng thêm là trước đó câu lạc bộ tâm linh đã lấy ngón tay ra khỏi hộp, nên chúng ta nghĩ rằng uế khí đã bám vào Yuji. Tuy nhiên thì sau đó chúng ta đều thấy rằng ngón tay này vẫn chưa bị tháo phong ấn, là những lá bùa. Vậy thì đúng hơn, uế khí không thể nào bám vào một người có nguồn năng lượng tích cực lớn như Yuji, đúng không? Tuy nhiên thì tiếp đến, Megumi có nhắc rằng người bình thường sẽ không thể nào tháo bùa được, nhưng vì phong ấn đã yếu nên Boy lạnh lùng không chắc chắn. Từ đây, những thông tin mà tác giả dẫn dắt đã làm cho chúng ta bỏ qua nghi ngờ về uế khí từ người của Yuji. Vậy nhưng như mình vừa nhắc thì thời điểm đó rõ ràng là phong ấn đã mở đâu. Vậy thì phải chăng chính Yuji, hay nói cách khác là cơ thể của Yuji đã tồn tại sẵn một ngón tay của Sukuna rồi, vì thế mà Megumi mới phát hiện được uế khí từ người bạn này. Chúng ta lại tiếp tục đến với một chi tiết nữa. Yuji ngay từ đầu đã là người chơi tử diệt hồi du trước cả khi anh bước chân vào kết giới. Điều này trước đây được cho rằng vì cơ thể đang chứa đựng linh hồn của Nguyên Vương, mà hắn ta lại là người đã ký khế ước với Megumi, nên vì thế mà Yuji mới trở thành người chơi. Vậy thì lẽ ra người chơi phải là Sukuna mới đúng chứ, tại sao lại là Yuji? Vậy thì phải chăng ngay từ khi sinh ra thì Yuji đã trở thành người chơi tử diệt hồi du rồi, và lý do chính là bản thân nhân vật chính là một ngón tay của Sukuna, thế nên mặc định anh sẽ phải là người chơi tử diệt hồi du khi đã được khởi động. Ngoài ra thì việc Yuji có sức mạnh thể chất khổng lồ cũng không phải là tự nhiên, bởi lẽ sau khi chúng ta biết rằng chính Kenjaku đã tạo ra Yuji, thì từ đó việc sức mạnh thể chất của anh đã được đặt nghi vấn rằng phải chăng chính kẻ phản diện này đã chuẩn bị mọi thứ để cho Yuji trở thành bình chứa đặc biệt cho Sukuna, và có thể giúp cho đứa con của mình chịu được độc tố và sức mạnh từ việc hấp thụ ngón tay, thì hắn cần Yuji phải có một sức mạnh thể chất thật khủng để hấp thụ ngón tay đầu tiên. Từ đây suy ra rằng ngón tay mà Yuji đã ăn ở phần mở đầu của bộ truyện Thầy Cúng Đại Chiến thực chất không phải là ngón tay đầu tiên, mà ngón tay đầu tiên đã được anh hấp thụ trong quá trình mình được tạo ra rồi. Cũng bởi vì thế nên Yuji mới có thể nhanh chóng làm chủ tình hình và kìm hãm Sukuna như vậy. Vì vốn dĩ Yuji đã làm điều đó ngay từ khi anh được tạo ra rồi, nên Yuji có thể kìm hãm và kiểm soát Nguyên Vương như là một bản năng. Vậy quá trình tạo ra Yuji như thế nào? Vậy thì với những gì mà mình đã nói ở trên thì câu chuyện về quá trình mà Kenjaku tạo ra Yuji sẽ như thế nào? Hay nói cách khác thì liệu giả thuyết về sự ra đời của nhân vật chính sẽ như thế nào? Sau đây là giả thuyết được nhiều người đồn đoán nhất và mình thấy nó cũng rất hợp lý. Dựa vào thông tin chấp chuyện mới nhất thì Sukuna có một người anh em sinh đôi. Tuy nhiên thì trong bào thai, Sukuna đã ăn lấy người anh em của mình để tồn tại. Có thể mẹ của Sukuna vào thời điểm đó có một hoàn cảnh rất khó khăn. Bà ấy là một nô lệ nên không được cung cấp đầy đủ thức ăn để nuôi dưỡng bào thai sinh đôi của mình. Vậy nên Nguyên Vương đã tiêu thụ luôn người anh em của mình để có đủ dinh dưỡng và ra đời. Có lẽ vì thế mà hắn mới sở hữu một sức mạnh cũng như là sự tà ác khủng khiếp như sau này. Kenjaku nhờ có một cơ duyên đặc biệt đã biết được linh hồn sinh đôi của Sukuna. Vì thế ở thời điểm đó, hắn là bà đỡ đẻ hoặc là một nguyên sư nổi tiếng trong vùng, và mẹ của Sukuna
Sukuna đã tìm tới nương nhờ Kenjaku cưu mang cho đứa con của bà. Chính vì thế mà hắn đã phát hiện ra được tiềm năng to lớn của Sukuna nhờ vào việc phát hiện ra việc ăn người anh em song sinh của Nguyên Vương. Tuy nhiên thì lúc này mảnh linh hồn sinh đôi của Sukuna đã bắt đầu chu du như những gì mà chúng ta được biết qua câu thoại của Sukuna trong cháp 257. Kenjaku lúc này vẫn chưa hình dung ra được sức mạnh to lớn của một vị Nguyên Vương Sukuna. Có thể thấy đây cũng là thời điểm mà Kenjaku nhiều lần ám sát những người sở hữu lục nhãn và tinh tương thể. Tại cháp 145, theo lời Tengen, bà ấy kể rằng Kenjaku đã rất nhiều lần tiêu diệt cả người sở hữu lục nhãn và tinh tương thể để có thể ngăn cản việc đồng hóa của Tengen và thực hiện mưu đồ của hắn. Tuy nhiên thì luật nhân quả lại khiến cho tinh tương thể lẫn lục nhãn xuất hiện và khiến cho hắn ta hết lần này tới lần khác thất bại. Từ đó hắn nhận ra rằng kế hoạch tiêu diệt tinh tương thể và lục nhãn không thể giúp cho hắn thực hiện được âm mưu đồng hóa Tengen với người dân Nhật Bản. Một thời gian sau thì Kenjaku đã nhận ra rằng Sukuna quá mạnh và đây có thể là nước cờ tiếp theo để hắn thực hiện kế hoạch đồng hóa nhân loại, và hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Nguyên Vương đứng về phe mình để có thể đối đầu với những biến số hay những kẻ ngán đường mà hắn có thể gặp phải trong quá trình thực hiện kế hoạch phong ấn lục nhãn thay vì tiêu diệt như trước giờ hắn đã từng làm. Hoặc cũng có thể là kẻ thay thế hắn thực hiện tiếp giai đoạn đồng hóa Tengen nếu như Kenjaku bỏ mạng trong quá trình thực hiện âm mưu của hắn. Và bằng một lý do nào đó mà cả Sukuna cũng chấp nhận ký khế ước, và đồng thời Kenjaku cũng đã hướng dẫn Nguyên Vương biến cơ thể của hắn thành chú vật bằng cách tách cơ thể thành 20 ngón tay chứa linh hồn và sức mạnh của hắn để lưu truyền về đời sau. Khi thời điểm thích hợp đến thì Kenjaku sẽ thực hiện phong ấn lục nhãn, và nếu cần thì hắn sẽ sử dụng tới sức mạnh của Sukuna để đối phó với những kẻ mang sức mạnh to lớn có thể ngăn cản kế hoạch của hắn, ví dụ như Gojo Satoru chính là một điển hình. Thế nên Kenjaku đã dùng Sukuna như một phương án dự phòng. Vào giai đoạn hình thành Yuji, Kenjaku bằng một lý do nào đó mà hắn đã tìm thấy được mảnh linh hồn song sinh của Sukuna chu du đến Jin Itadori là bố của Yuji. Vậy nên để thực hiện việc tạo ra Yuji thì Kenjaku đã giết Kaori để thực hiện quá trình sinh thành Yuji. Lúc này thì biết rõ để chứa được linh hồn Nguyên Vương thì Yuji phải mạnh hơn hắn. Thế nên ngay từ khi trở thành mẹ của Kaori, hắn đã tạo ra một bào thai có mang dòng máu của gia tộc Kamo như các chú thai của tướng đồ nhằm miễn nhiễm độc tố của ngón tay Sukuna và để ngón tay đầu tiên Sukuna vào trong chính cơ thể của Yuji để chuẩn bị trước cho ngày mà Nguyên Vương trở lại. Giờ đây, Yuji vừa mang theo mảnh linh hồn của người anh em song sinh lẫn ngón tay của Sukuna, và điều này Sukuna không hề biết. Đến với giáp gần nhất, Sukuna đã cảm nhận được linh hồn tái sinh đó nhờ việc xâm chiếm qua cơ thể của Megumi. Vậy cơ bản chúng ta có thể hiểu rằng quá trình tạo ra vật chứa Yuji gồm nguyên liệu, bào thai mà Kenjaku đã tạo ra là có máu của gia tộc Kamo và cả ngón tay của Sukuna để miễn nhiễm độc tố. Tiếp theo thì sinh thành Yuji, ngay giai đoạn Gojo Satoru xuất hiện tức lục nhãn, và rồi sau đó thì chuẩn bị kế hoạch để đưa Sukuna trở lại. Kenjaku mưu mô hơn những gì chúng ta biết. Sau khi các quá trình chuẩn bị cho việc Sukuna trở lại đã xong thì tiếp đến Kenjaku bắt đầu theo dõi mọi thứ diễn ra trong thế giới chú thuật, và quả nhiên sau hàng trăm năm chờ đợi thì hắn cũng đã được như ý khi mà Gojo Satoru sở hữu lục nhãn lẫn vô hạ hạn. Thêm vào đó, thời điểm này còn có một nhân vật sở hữu thuộc thức có thể khiến cho kế hoạch của Kenjaku trở nên thuận lợi hơn, đó chính là Geto, người sở hữu chú linh thao thuật, một thuộc thức giúp cho Kenjaku thu thập Tengen để dễ dàng thực hiện kế hoạch của hắn hơn. Sau sự kiện tinh tương thể bị ám sát thành công thì Kenjaku tiếp tục chờ đợi đến khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì hắn sẽ ngay lập tức thực hiện những bước mà hắn đã tính toán từ trước. Và rồi sau khi sự kiện bách quỷ gia hành kết thúc thì quả thật Kenjaku đã sở hữu được cơ thể của Geto và thuộc thức chú linh thao thuật. Giờ đây Yuji, một sản phẩm mà Kenjaku chuẩn bị từ nhiều năm trước, đang chứa một ngón tay của Sukuna sẵn trong cơ thể. Máu của gia tộc Kamo và linh hồn song sinh của Sukuna đã đến lúc được sử dụng. Tuy nhiên để có thể sử dụng được con bài Yuji thì hắn cần phải tạo ra một kịch bản kích hoạt vật chứa Yuji. Vậy là ngón tay của Sukuna đã được đặt tại trường của Yuji và khiến cho anh phát hiện ra nó. Tiếp theo thì chỉ cần chờ cho tất cả bị kéo vào kịch bản mà hắn đã dựng sẵn để cho Yuji trở thành vật chứa của Sukuna một cách tự nhiên. Và với kinh nghiệm của mình sau khi quan sát sự việc của Yuta thì Kenjaku có lẽ đã tính toán rằng Gojo sẽ không để cho Yuji chết, và đúng như dự đoán, Yuji đã không bị tử hình ngay lập tức mà thay vào đó là chờ anh hấp thụ đủ các ngón tay của Sukuna. Vậy là giờ đây mọi thứ đều đã đi đúng với những gì mà Kenjaku đã chuẩn bị, chỉ còn đợi tới lúc phong ấn Gojo nữa là có thể thực hiện được kế hoạch của Kenjaku rồi. Kế hoạch tiếp theo,
Đến đây thì chắc hẳn rằng tại sao Kenjaku cần đến linh hồn song sinh của Sukuna và không để cho Nguyên Vương kiểm soát cơ thể của Yuji, thì theo những gì đã diễn ra, việc không để cho Sukuna kiểm soát Yuji là một bước đi cực kỳ cao tay của Kenjaku. Bởi lẽ, nếu điều đó xảy ra thì Yuji chắc chắn sẽ hẹo ngay từ lần đầu ăn ngón tay của Sukuna, vì chúng ta đều thấy rằng đối với học trò và những người thân thiết với Gojo thì ông thầy này có thể hơi xà lơ, nhưng mà đã là kẻ thù nguy hiểm thì Gojo chắc chắn sẽ không bao giờ mà bỏ qua thời điểm đó. Sukuna dù trở lại thì sức mạnh vẫn chưa đủ để đấu với Gojo. Nếu như ông thầy nhí nhố nhìn thấy rằng Yuji đã bị kiểm soát bởi Sukuna, chắc hẳn là Gojo sẽ cho Yuji cùng Nguyên Vương bay màu ngay. Vậy thì để tránh trường hợp đó, Kenjaku phải làm cho Yuji có thể kiểm soát được Sukuna. Từ đây quay trở lại với câu hỏi đầu tiên, việc sử dụng linh hồn song sinh của Sukuna có thể khiến cho Yuji tăng khả năng kiểm soát Sukuna lên. Bởi lẽ nếu xét về linh hồn thì người anh em song sinh của Sukuna chắc hẳn sẽ không dễ dàng để cho Nguyên Vương đàn áp linh hồn rồi. Thế nên nguyên liệu này là cần thiết để đảm bảo rằng Yuji có thể kiểm soát được Sukuna và khiến cho Gojo nhìn thấy tiềm năng của Yuji. Tiếp theo đó thì hắn ta sẽ thực hiện kế hoạch phong ấn Gojo lại để khiến cho ông thầy dí nhố này cùng với lục nhãn biến mất mãi mãi. Sau đó thì hắn khởi động tử diệt hồi du để làm tiền đề cho kế hoạch cuối cùng là đồng hóa Tengen. Với những mọi thứ không hoàn hảo, khi mà Gojo đã được các học trò của mình giải cứu quá sớm, thêm vào đó là hàng loạt các biến cố như là Sukuna đã thành công hoán đổi sang vật chứa mới là Megumi, những điều này đều nằm ngoài kế hoạch của Kenjaku. Bởi lẽ, một khi mà Gojo đã bị phong ấn thì mọi thứ với hắn ta đã trở nên quá dễ dàng rồi. Tuy nhiên thì việc Sukuna thay đổi vật chứa cũng đã khiến cho hắn cảm thấy lo lắng. Nhưng nếu ở trong cơ thể Yuji thì Kenjaku hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình. Nhưng giờ đây, khi ở trong cơ thể bòi lạnh lùng thì hắn khó kiểm soát Sukuna hơn. Đồng thời việc Gojo đã thoát khỏi ngục môn cương cũng khiến cho hắn ta phải đau đầu. Và giờ đây buộc Kenjaku phải dựa vào Sukuna khi mà hắn cần người cầm chân Gojo để hắn có thể tiêu diệt những người chơi tử diệt hồi du. Nhưng hắn vẫn chuẩn bị một kế hoạch dự phòng để nếu mình bị tiêu diệt thì Sukuna phải tiếp tục kế hoạch của hắn. Thế nên có lẽ là một khế ước giữa hắn và Nguyên Vương đã được thành lập thêm. Và đó là những gì diễn ra cho đến lúc này. Nên nhớ lại, trong lần mà Sukuna vừa chiếm được cơ thể của Megumi và rời đi cùng Uraume thì Sukuna mới nói rằng Yuji giống hệt một kẻ mà hắn và Uraume đã biết. Và đồng thời thì hắn nói rằng Kenjaku đã chơi xỏ hắn.